Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 thường, cùng nhau giải đề thi giữa học kỳ 2 năm học 2020-2021. Chúng ta tiếp tục giải đề số 8. Rồi, bài đầu tiên là bài phát âm. Mai, làm ơn hãy thêm ít muối vào rau. Cho muối vào rau. Ở đây chúng ta sẽ xài từ từ gì? Please add some salt. Chúng ta coi lại cái bài trên đây nhé. Chúng ta có một câu tương tự đây này. Rồi thêm chút muối vô này. Đây, chew the spinach này. Trong câu này này. Đấy, thấy không? Vậy chúng ta sẽ thêm vô đúng không nào? Đây, chúng ta chậm chew nhá. Câu số 2, I like a walk. Instead leave it up. Và câu này dịch là thay vì. Instead of, thay vì. Chúng tôi muốn đi bộ thay vì đạp xe đạp. Đằng sau instead of cộng một động được thêm in này, thấy không? Đó. Câu số 3, nam thường một đi đây nửa tiếng đồng hồ một ngày để chơi video game. Bây giờ chúng ta nhớ ở đây là động từ thêm in này. Chúng ta có mẫu câu chủ ngữ cộng với spend cộng với thời gian cộng vật in là dành bao nhiêu thời gian để làm gì đó. Chúng ta phải xài từ spend đúng câu rút câu. Câu số 4, cô ấy không thể bơi giỏi như bơi giỏi, cô ấy bơi không có giỏi, không thể bơi hay bơi giỏi được. Và tôi cũng thế. Các bạn để ý đây là cannot, đây là câu đồng tình phủ định, thì đằng sau chắc chắn phải là neither hoặc either. Mà ai được cuối câu này rồi có nghĩa là các bạn phải xài phía trước là neither. Either cuối câu, neither đầu câu. Ở đây chúng ta có cái nào cũng neither hết. Và chúng ta xem này, đây câu chính về chính của nó có cái modal verb can, thì đằng sau cũng phải là can. Đó, neither can I. Tôi cũng thế, tôi cũng không biết bơi ấy. Không bơi giỏi ấy. Câu số 5, đi bộ là một môn thể thao, một hoạt động thể thao, một cái hoạt động mà làm cho chúng ta mạnh khỏe. Ở đây phải là activity và ở đây phải là một tính từ healthy. Chúng ta sẽ chọn câu này, câu B, activity và healthy. Rồi câu số 6, đừng có quên quạt trước khi đi ra ngoài. Nói về nhiệm vụ bổn phận, các bạn nhớ forget cộng với to infinity. Còn khi quên một cái điều gì trong quá khứ, nhớ một cái điều gì trong quá khứ, các bạn xài verb in. Ở đây chúng ta xài to infinity. Don't forget to turn off the fans before going out. Câu số 7, address care of, các bạn lưu ý đằng sau giới từ thì cả đời cả kiếp sẽ là một động từ thêm in, cho nên ở đây các bạn phải chọn seeing. Address care, can I see in the doctor, bạn có sợ gặp bác sĩ không? Câu số 8 hỏi cái gì này? Nhìn thấy is it from Huế to Đà Nẵng, chắc hẳn hỏi bao xa rồi. How far is it? How far is it from Huế to Đà Nẵng? Câu số 9, không có ai biết cách chữa bệnh cảm lạnh. Ở đây chữa phải là thực kiểu là chữa trị, chữa trị. Câu số 10, bạn có vui sau chuyến đi hay không? Yes, I was. Ở đây you thì phải đi với were. Were you happy after the trip? Bởi vì sao? Vế đằng sau là quá khứ thì vế đằng trước cũng phải là quá khứ, cho nên chúng ta phải say were. You thì đi với were. Câu số 11, tôi cần phải đo kiểu cao của bạn. Đằng sau nick là một to infinity, cho nên ở đây chúng ta phải chọn to measure. Câu số 12, anh ta có một cuộc hẹn với bác sĩ. Cuộc hẹn là appointment. Danh từ appointment ở ẩn thì chúng ta phải xài appointment không có sở. Rồi chúng ta xuống bài dưới. Ngày hôm qua tôi đã gửi cho anh trai tôi một vài tấm thiệp. Bây giờ ngày hôm qua là thì quá khứ đơn, cho nên chúng ta phải xài động từ cột 2. Send cột 2 là center. Câu số 2, đằng sau enjoy là động từ thêm in, cho nên ở đây các bạn sẽ xài từ spending. Spending. Câu số 3, last night là dấu hiệu của thì quá khứ đơn. Đây là câu nghi vấn thì các bạn phải mượn trợ động từ did để trước chủ ngữ. Và đã sau trợ động từ thì các bạn phải xài động từ nguyên mẫu là see. Câu số 4, chị gái của Nga thường đi làm bằng xe buýt. Chúng ta nhìn thấy từ often là dấu hiệu của thì hiện tại đơn. Chủ ngữ số nhiều, động từ giữ nguyên. Chủ ngữ số ít, động từ thêm ses. Go as, bởi vì C là chị gái của Nga là số ít. Be careful chấm than là dấu hiệu của thì gì? Dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn, diễn tả một hành động đang xảy ra ngay lúc này, ngay bây giờ. Am ia cộng động từ thêm in. They are crossing. Câu số 6, tôi hy vọng rằng bạn sẽ tốt hơn. Các bạn nhìn cái từ hope,
từ hot là một, từ soon là hai, thì các bạn chia đây là thì tương lai cho tôi. Ở đây sẽ là will be. Rồi xuống bài dưới chúng ta sẽ làm cái bài danh động tính trạng đây. Anh ta đi đi bộ thường xuyên, cái từ thường xuyên của chúng ta là regularly. Chúng ta phải sang một cái trạng từ ở đây, regularly. Câu số 2, bạn nên ăn một chế độ ăn uống cân bằng. Ở đây sẽ là tính từ, chúng ta phải chuyển cái từ này thành blend it đi. Rồi chúng ta xuống bài dưới. Ngày hôm qua Trên và chị gái của nó đã đi chợ. Họ đã mua một ít đồ ăn cho bữa tối. Đầu tiên họ đi tới quầy bán thịt. Trên thì không có thích thịt bò và chị gái của nó cũng thế. Vì thế bọn họ đã mua ít thịt gà. Tiếp theo thì họ đi tới quầy bán rau. Họ đã mua một ít dưa chuột và cải bắp bởi vì họ thích chúng. Cuối cùng thì họ dừng lại ở quầy trái cây. Ở đó có một sự chọn lọc đa dạng về trái cây trên quầy trưng bày. Bọn họ muốn mua đu đủ và thơm nhưng chúng chưa chín, do đó họ đã mua táo thay thế. Câu số 1, Trên đã đi chợ với chị gái ngày hôm qua. Câu này là đúng, chúng ta đánh từ chu. Câu số 2, cô ấy thích thịt bò và chị gái cũng thế. Đây, Trên không thích thịt bò và chị gái cũng thế. Vậy câu này sai. Họ đã mua rất nhiều thịt bò, câu này sai luôn. Họ đã mua táo thay vì mua cam. Sai. Mua táo thay vì đu đủ và thơm. Vậy câu này sai nhé. Rồi chúng ta xuống bài dưới, chúng ta điền vô này. Tuần trước Nam và bạn cùng lớp đã có một buổi khám sức khỏe ở trường. Tuần trước là dấu hiệu của quá khứ đơn, cho nên ở đây các bạn phải sang động từ cột 2. Had ở trường, at the school, at the school, school gì ta, phòng khám ở trường à, check. Rồi chúng ta coi cái này xài cái gì thì là đúng. The second room, clinic, phòng khám ở trường. Rồi, ở đây, đầu tiên bọn họ đã điền vào mẫu đơn, điền là field. Và ở trong phòng đợi và đưa cái tờ này cho cô Lan, một y tá ở đó. Một vài phút sau thì cô Nga bắt đầu gọi tên từng người một, one by one là từng người một đi vào phòng khám và thúc, đo nhiệt độ, là thúc, check, thúc, đo chiều cao và đo cân nặng. Khi mà hoàn thành công việc thì bà ấy yêu cầu bọn họ đợi và mang cái tờ khám sức khỏe cho bọn họ. Câu số 5, mang tờ khám sức khỏe cho bác sĩ Lâm. Cái gì? Mẹ hú đi về cho mẹ. Không, đi khám mẹ không được, đi chỗ khác. Rồi sau đó thì bác sĩ Lâm sẽ gọi tên họ từ người một vào. After that, rồi chúng ta xuống bài dưới là tìm từ bị sai. I prefer, đằng sau prefer động từ thêm in, cho nên ở đây các bạn phải xài câu in. Câu số 2, mùa hè năm ngoái bố mẹ của tôi đã mua cái từ buy, không phải là thêm in đi. Cái từ buy của chúng ta là chuyển về cột 2 là gì? Bot. Rồi bài dưới là bài viết lại câu này. Cân nặng của mình là bao nhiêu? Chúng ta sẽ có một cách hỏi bằng how cộng tính từ. How heavy? How heavy? Mình. Câu số 2, Hoàng đã không đi học ngày hôm qua. Vậy là Hoàng vắng mặt ngày hôm qua. Vắng mặt là absent from class yesterday. Rồi, ok. Câu số 3, cô ấy đã không ăn rau bó xôi và bố mẹ cô ta cũng không ăn. Chúng ta viết thành câu đồng tình phủ định. She didn't eat spinach and neither did her parents. Câu số 4, mẹ của tôi là một người chạy nhanh, vậy mẹ của tôi chạy rất nhanh. Chạy là run và thêm sờ vào. Nhanh sẽ là fast luôn, run fast. Rồi cái đề của chúng ta đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong đề tiếp theo.